Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các sở ban ngành đã tiếp và làm việc với tập đoàn hóa chất AGC do ông Yoshihisa Horibe, giám đốc điều hành tập đoàn dẫn đầu đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh. Làm việc với tập đoàn hóa chất AGC, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thông tin về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh 4 tháng đầu năm 2024, trong đó nhấn mạnh đến kết quả nổi bật mà tỉnh đạt được như đứng đầu cả nước về thu hút FDI, đứng thứ 6 về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2023. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng thông tin về chủ trương thu hút đầu tư theo quy hoạch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ông Yoshi Hisa, Giám đốc điều hành tập đoàn hóa chất AGC, gửi lời cảm ơn Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ban ngành trong thời gian qua đã hỗ trợ tạo điều kiện cho công ty trách nhiệm hữu hạn hóa chất AGC Việt Nam hoạt động, sản xuất kinh doanh tại tỉnh. Ông Yoshihisa Horibe mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ từ phía tỉnh nhằm giúp công ty phát triển bền vững đạt kết quả cao hơn trong sản xuất kinh doanh, đồng thời có lời mời lãnh đạo tỉnh tham dự sự kiện kỷ niệm 10 năm thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hóa chất AGC Việt Nam, dự kiến tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh trong quý 3 năm 2024.